sẽ cá nhóc chứ mà kia máy kéo đang chạy lên. Cái này sập nhưng mà máy chơi cắt cũng nhanh các bạn, không có chậm. Ây, có cá gì ra. Mình vừa xem cắt lúa vừa xem bắt cá luôn các bạn ơi. Ai sảy rồi. Này cắt gần rồi, nó gom lại một chỗ rồi xịt mới nhiều. Mới thả giạc chưa có cá gì mấy. Tung nhào vô chích rồi đó. Không ngờ quay ở định đồng mình thì cũng có xịt cá nhưng mà ít, trên này xịt nhiều hơn các bạn. Máy đang chạy lên luôn các bạn ơi. Lúa nó sạch gòm gòm như này các bạn, gần tới nước luôn.